tân phó bí thư tỉnh ủy 45 tuổi của Bình Thuận là ai? Sáng ngày 14 tháng 11, tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị công bố quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Đoàn Anh Dũng thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đoàn Anh Dũng sinh năm 1977, quê tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dũng là cán bộ được đào tạo cơ bản tại khoa Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông từng trải qua các chức vụ: Phó phòng, Trưởng phòng, Vụ tổng hợp, Phó vụ trưởng, Thư ký chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Trước đó, tháng 10 năm 2022, Ban Bí thư đã có quyết định cho ông Lê Tuấn Phong, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy và thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ngày 4 tháng 11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 11 đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.